nhân chạy lưới, địa chỉ là 68 Nguyễn Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nhập viện lúc 23 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2019, phòng cấp cứu giường số 7. Lý do vào viện là nôn ra máu. Về bệnh sử, cách nhập viện 4 tiếng, bệnh nhân đang ở nhà lấy bao lúa ra phơi, phơi xong nó ngồi nghỉ 1 đến 2 tiếng thì đột ngột thấy bụng căng tức, hơi chướng nhưng không đau. Sau đó ở hơi mùi tanh và phun ra một ít máu loãng như đờm giải màu đỏ bằng, không có lẫn thức ăn, không có choáng. Bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện Nguyễn Càng Long và một tiếng sau thì bệnh nhân được chuyển thẳng tiến lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình bệnh là từ lúc ở nhà với ở bệnh viện Trà Cú thì bệnh nhân không đau bụng, không đau rát vùng hầu họng, không có sốt, không ho, không khó thở, không nặng ngực. Nhưng mà trước đó vài ngày thì bệnh nhân có sử dụng rượu. Tình trạng lúc nhập viện ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì lúc đầu bệnh nhân tỉnh táo, không lâu sau bệnh nhân đột ngột nôn ra máu ồ ạt, lượng rất nhiều, máu loãng pha với máu cục màu đỏ bầm, không lẫn thức ăn, không nhè nhớt, kèm có choáng váng, nôn xong bệnh nhân bất tỉnh. Trước khi đi phơi lúa thì bệnh nhân có ăn cơm ở nhà nhưng mà không ăn những cái thức ăn hay là uống nước có màu đỏ, cũng như là không có sử dụng thuốc gì cả. Sau vài phút cấp cứu thì bệnh nhân dần tỉnh lại, bụng không còn chướng, không căng tức và không còn choáng váng. Về tiền sử, bản thân nội khoa là xơ gan, bệnh nhân được chẩn đoán tại bệnh viện Chợ Rẫy cách đây 5 năm. Bệnh nhân từng nhập viện 4 lần vì nguyên nhân nôn ra máu lượng nhiều, tính chất giống như lần nhập viện này. Trong 4 lần nôn ra máu, trước khi nôn, bệnh nhân đều có chướng bụng và ở hơi mùi tanh. Vừa nôn xong thì bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì bụng hết chướng. Cách đây 2 năm, người bệnh nhân bị vỡ giãn tinh mạch thực quản và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để thắt nội soi tinh mạch thực quản. Chưa từng ghi nhận tình trạng hôn mê, không có tiền sử viêm gan BC nhưng bệnh nhân chưa có từng tiêm ngừa viêm gan, không có tiền sử COPD, chưa ghi nhận sụt cân. Về ngoại khoa thì chưa ghi nhận tiền sử phẫu thuật hay là chấn thương, dị ứng thì cũng chưa ghi nhận. Về thói quen là bệnh nhân uống rượu khoảng 30 năm, mỗi ngày 0,5 đến 1 lít, bỏ từ lần nhập viện này. Hút thuốc lá thì 30 mỗi năm, hiện chưa bỏ, gia đình là chưa ghi nhận bệnh lý liên quan. Về diễn tiến bệnh phòng, trong 2 ngày nhập viện thì bệnh nhân tỉnh táo, ăn được ăn cháo đường, loãng và để nguội, ngủ được, không có nôn, không chướng bụng, không ở hơi mùi tanh, không choáng, tiêu phân vàng, đóng khuôn, nước tiểu vàng trong. Trong ngày 28 tháng 10 thì bệnh nhân được truyền hai đơn vị máu lúc 2 giờ và 3 giờ 55 phút sáng. Lượt qua các cơ quan thì tim mạch không đau ngực, không nặng ngực, hô hấp không có thở, không ho, tiêu hóa thì không đau bụng nhưng mà có chướng bụng vì trong ngày bệnh nhân chưa có đi cầu được. Về tiết niệu thì trong ngày cũng chưa đi tiểu, bệnh nhân uống nước là khoảng 600ml trên ngày. Thần kinh cơ xương khớp thì không yếu liệt, không đau nhức, không giới hạn vận động. Khám lâm sàng là lúc 18 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2019, tức là sau nhập viện 1 ngày. Về tổng trạng thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm nhạc, củng mạc có đốm vàng nâu, không đốm xuất huyết dưới da, không phù, không sinh tím chi, không ngón tay dùi trống, không ngón tay khum, thời gian đổ đầy mong mạch là 2 giây, khám có lòng bàn tay son, không có tĩnh mạch cổ nổi ở tư thế Fowler, tuyến giáp không to hoặc ngoại vi sợ không chạm. Sinh hiệu thì mạch 75 lần trên phút, nhịp thở 18 lần trên phút, nhiệt độ là 37 độ C, huyết áp là 130/80 mm thủy ngân. Về thể trạng thì bệnh nhân cao 1m7, nặng 65kg, BMI là 22.5kg/m². Về khám bộ phận tiêu hóa thì bệnh nhân không buồn nôn, cũng không nôn, trong ngày thì chưa đi tiêu cho nên bụng hơi chướng. Khám bụng thì bụng hơi to tròn, đè hai bên khi nằm, di động đều theo nhịp thở, rốn lẫn ít, có tuần hoàn màng hệ ở khắp bụng, không sẹo mổ hay vết thương, không có âm thổi vùng bụng, bụng sờn mềm, chứa nhiều dịch nên khó xác định chính xác cái bộ dưới của gan, nhưng khám được là gan sờn cứng, ấn không đau, bề mặt không lỏng nhổ, vỏ đục vùng thấp dương tính, dấu sắc vỏ dương tính, dấu chạm cục đá dương tính, nách to độ 3, không điểm đau khu trú, không sờn thấy u cục bất thường. Về tuần hoàn khám tim, lòng ngực cân đối, di động đều theo nhịp thở, có 2-3 dấu sau mặt ở ngực, không có nữ hóa tuyến vú, không sẹo mổ hay vết thương, không lồi lõm, không u cục bất thường. Mõm tim nằm ở khoang liên sườn 5 đường trung vòng trái,
dấu hạch sơ âm tính, dấu đại trước ngực âm tính, trung lưu âm tính, tĩnh mạch cổ nổi âm tính, phản hồi nghe tĩnh mạch cổ âm tính, tim T1, T2 đều rõ tần số 75 lần trên phút, không có âm thổi. Về hô hấp thì không co kéo cơ hô hấp phụ, không căng phồng cánh mũi, lần lượt di dịch động đều theo nhịp thở tần số 18 lần trên phút. Trung thanh đều hai bên, phổi ở trong, vì đạo phía nam êm dịu hai phía trường, không có ran phổi. Về tiết niệu sinh dục thì hai hố thắt lưng không to, không bằng tiếng, chạm thận âm tính và bình thận âm tính, cầu bàng quay âm tính, không điểm đau niệm quản. Trong ngày thì chưa đi tiểu nhưng bệnh nhân cũng không có cảm giác buồn tiểu, uống nước thì khoảng 600ml trên ngày. Thần kinh cơ xương khớp thì cổ mềm, không nhớ thần kinh khu trú, không yếu liệt, không đau nhức khớp, không biểu hiện trực chi, không đeo cơ. Tính cách bệnh án: bệnh nhân nam 50 tuổi vào viện vì lý do là nôn ra máu, diễn tiến bệnh 2 ngày. Qua hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng ghi nhận các hội chứng và triệu chứng sau: hội chứng suy tế bào gan mà có ở bệnh nhân có ván bụng, dấu sau mặt là mình tay son. Hội chứng tăng áp tĩnh mạch cửa, ở bệnh nhân có ván bụng, tuần hoàn bền hệ, đách to, xuất huyết tiêu hóa do nhiễm khuẩn tĩnh mạch thực quản. Về triệu chứng cơ năng thì bụng chướng, chưa đi tiêu tiểu trong ngày, choáng sau khi nôn ra máu. Triệu chứng thực thể là da niêm nhợt, củng mạc có đốm vàng nâu, bụng to bè hai bên khi nằm, nghiêng to chưa xác định rõ bờ nhưng sờ cứng, không đau, không nổi nhổn, lách to độ 3, gõ độ trùng thấp dương tính, dấu sáu cổ dương tính, dấu chạm bột đá dương tính. Về tiền sử là sơ gan 5 năm. Thứ nhất là sơ gan 5 năm, thứ hai là xuất huyết tiêu hóa do phổi dậy tĩnh mạch thực quản 4 lần, từng thắt nội soi tĩnh mạch thực quản. Thứ ba là không tiền sử viêm gan nhưng chưa từng tiêm ngừa. Thứ tư là không nghi ngờ sụt cân. Về thói quen là uống rượu 30 năm, mỗi ngày 0.5 đến 1 lít, bỏ từ lần nhập viện này, hút thuốc thì 30 mỗi năm chưa có bỏ. Về đặt vấn đề: bệnh nhân nam 50 tuổi đã từng nhập viện 4 lần vì nôn ra máu dữ dội lượng nhiều, và 2 năm trước đã từng thắt tĩnh mạch thực quản, thì sau 2 ngày điều trị ở bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có những vấn đề sau. Thứ nhất là lần nhập viện này cũng vì là nôn ra máu ồ ạt, tính chất như các lần nhập viện trước. Trước đó vài ngày bệnh nhân đã có sử dụng rượu, tuy nhiên tình trạng tuy hiện tại là tình trạng tương đối ổn, nhưng mà vấn đề tái phát tĩnh mạch thực quản còn đáng lo ngại. Thứ hai là về ban bụng thì tuy bệnh nhân chỉ cảm thấy trướng bụng sau khi chuẩn bị nôn ra máu và hết chướng sau khi nôn xong, nhưng bụng bệnh nhân không sạch hoàn toàn mà vẫn căng to và chứa nhiều dịch bán, và đây cũng có thể là nguyên nhân gây nên nhiễm trùng ổ bụng nếu mà không hay nhiễm trùng dịch bán. Thứ ba là gan to lách to gây tình trạng sơ gan và thoát áp cửa. Về chẩn đoán sơ bộ là xuất huyết tiêu hóa trơn do giãn cổ tĩnh mạch thực quản, trên nền sơ gan do rượu và sơ gan còn bù. Thứ hai là theo dõi hội chứng suy tế bào gan. Thứ ba là thiếu máu mạng. Về chẩn đoán phân biệt là sơ gan do viêm gan siêu viêm BC và sơ gan mất bù. Biện luận lâm sàng: nghĩ nhiều bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, mức độ nặng vì: nhất là bệnh nhân có tiền sử sơ gan khoảng 5 năm. Thứ hai là bệnh nhân đã từng nhập viện 4 lần vì nôn ra máu ồ ạt, lượng rất nhiều, máu bầm, máu loãng pha với máu cục, không lẫn thức ăn cũng không nhìn nhớ. Và 2 năm trước, bệnh nhân từng lên bệnh viện Chợ Rẫy để thắt nội soi tĩnh mạch thực quản. Thứ ba là lần nhập viện này, bệnh nhân cũng nôn ra máu bầm ồ ạt tính chất như những lần trước. Và trước khi nôn máu thì bệnh nhân không có nôn nhiều lần, cũng không có tiền sử viêm loét dạ dày tá tràng. Hơn nữa thì cái tính chất nôn ra máu bệnh nhân nó là quá đặc trưng của bệnh nhân tĩnh mạch thực quản, nên em mạnh dạn loại trừ luôn xuất huyết tiêu hóa trên do các nguyên nhân khác. Thứ tư là khám lâm sàng thì ở bệnh nhân có hội chứng tăng áp tĩnh mạch cửa như là ván bụng, tuần hoàn bàn hệ ở khắp bụng và lách to độ 3. Nghĩ nhiều bệnh nhân có ở mức độ nặng vì trong khi nôn thì bệnh nhân có choáng do nôn ra máu quá nhiều, và nôn xong bệnh nhân bất tỉnh thì ước đoán lượng máu mất của bệnh nhân là khoảng 2 lít. Em đề nghị là cho nội soi thực quản dạ dày để xác định. Nghĩ nhiều bệnh nhân sơ gan do rượu vì là bệnh nhân có thói quen uống rượu là khoảng 30 năm và mỗi ngày đều uống 0.5 đến 1 lít, và cũng không ghi nhận là bệnh nhân có tiền sử viêm gan BC.
Tuy nhiên là bệnh nhân chưa có từng tiêm ngừa nên em đề nghị cho bệnh nhân là có test HBsAg, HCSAg và anti để loại trừ và xét nghiệm thêm men gan là GGT để xác định thêm cái sơ gan rụ. Nghĩ nhiều bệnh nhân sơ gan còn buồn vì tuy bệnh nhân có tiền sử là sơ gan khoảng 5 năm và có những triệu chứng của hội chứng sinh tế bào gan như là có bát bụng, sao mạch, lòng bàn tay son, nhưng mà bệnh nhân này có thể trạng trung bình, không có suy kiệt, BMI là 22.5 kg trên mét bình, ăn uống được, ngủ được, chưa từng ghi nhận sụt cân, cũng không teo cơ, không xuất huyết dưới da, không đủ hóa chất uống, nên nghĩ là hiện tại gan của bệnh nhân vẫn còn chức năng. Mà mặc dù vậy thì cũng cần theo dõi hội chứng sinh tế bào gan ở bệnh nhân này vì sơ gan còn bù thể phì đại chỉ là cái giai đoạn đầu của sơ gan mất bù thể teo, và khi tiến triển đến giai đoạn mất bù thì tế bào gan của bệnh nhân suy rất nhanh và có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng khác. Nghĩ nhiều bệnh nhân thiếu máu mạng vì bệnh nhân có nghiện rượu, uống rượu là khoảng 30 năm mỗi ngày là 0.5 tới mục đích, mà rượu thì làm giảm sự hấp thu axit folic và vitamin B12. Hơn nữa bệnh nhân có tiền sử sơ gan khoảng 50 năm có thể làm giảm cái lượng erythropoietin do gan sản xuất một phần, mà hóc môn này thì chủ yếu là sản xuất ở thận. Và khám của bệnh nhân thì có da có niêm nhạc, cái nguyên nhân trên có thể góp phần vào tình trạng thiếu máu của bệnh nhân, thì em đề nghị là theo dõi huyết đồ và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân trong những ngày tiếp theo. Em có cho thêm cái biến chứng của sơ gan ở đây là thứ nhất là có tăng áp tĩnh mạch cửa, thì tăng áp tĩnh mạch cửa thể dẫn đến là cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa do bộ hệ tĩnh mạch thực quản và nhiễm trùng dịch bán. Cái biến chứng thứ hai là hội chứng não gan, thứ ba là hội chứng gan thận, cũng là cái biến chứng mà nặng nề nhất. Về cận lâm sàng thường quy thì có ECG, tổng phân tích tế bào hóa ngoại vi, đường huyết, ure, creatinine, bilirubin, men gan, AST, ALT, biong đồ. Cận lâm sàng chẩn đoán là có nội soi thực quản dạ dày, siêu âm bụng để theo dõi tình trạng gan lắc, men gan, GGT, test HBsAg, HCSAg và AT. Theo dõi amoni nhắc máu hoặc là nước tiểu, theo dõi lượng protein thành phần, albumin trong máu, theo dõi thể hiện trong máu, VT trên INR. Dạ, và cái này con có thêm vô là có theo dõi kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân này. Rồi, huyết đồ của bệnh nhân trước khi truyền máu. Thì ở đây thấy cái hemoglobin của bệnh nhân là 9.92 khi mà mới cầu nguyện. Rồi, huyết đồ của bệnh nhân sau khi truyền máu thì hemoglobin là lên được 10.2. Kết quả sinh hóa máu của bệnh nhân thì ta thấy được lượng amoni nhắc trong máu và nước tiểu là cao trên mức trung bình tới 208,2 mmol. Hiện tại thì protein toàn phần của bệnh nhân là chưa có giảm. Men gan AST tăng, albumin trong máu thì giảm còn có 26 thôi. Dạ, kết quả nội soi của bệnh nhân. Là có kết luận là giãn tĩnh mạch thực quản, Foret 2, có bệnh lý dạ dày tăng áp cửa. Dạ. Dạ không có con, không thấy siêu âm bụng. Không thấy siêu âm bụng hả? Dạ không có. Rồi, xong chưa cháu? Dạ xong, con xong. Rồi, các bạn có ý kiến trước đi. Bài toán này còn nhiều cái để nói lắm à. Tiếp trước thì bác sẽ đi từ từ, cầm đầu các bác bỏ qua đi, bác nói phần biện luận đi. Còn các bác ý này, lần sau á, các cháu làm cái này cũng được. Mắt của nhà vào mắt, cái này là chứ là nhóm nó có chứng mắt. Hai cái nó không nhiều phần liên quan đến quá, hiểu biết bao không? Con đọc như một bản này, nó đẩy, 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 n
nhớ lần sau mình vừa qua làm cái bạn cứ bo quanh hay là này còn nhỏ quá, các bạn cũng không nhỏ thấy không? Rồi bắt đầu con đi từ từ đi. Đúng rồi nhé, đi ăn có ai gì từ dưới chân lên đâu. Rồi, bắt đầu đi. Phần làm trắng thì bỏ đi con. Con cái này con làm lồn này, người ta ở Cẳng Long mà con cứ đi bên viện trà cú, ở bên viện trà cú chuyển lên à. Mỹ Cẳng Long là ngay thì giá luôn, mà con đi dưới ở bên viện trà cú không đi nhận gì. Con cứ đi sửa này rồi, không sao. Bắt đầu là nó dưới hết rồi, cái này. Đúng không? Có không? Thì bởi vậy bác mới nói cho một trang lọc nó mới đã thôi được rồi. Cách làm việc 4 tiếng vừa dân đang nhà lấy bao phần lúa vừa xong rồi nghỉ không bỏ 2 tiếng thì đột ngột tiếp tục tăng tích kiếm người không đau. Phần này thì nó bác nói sơ thôi, nó tùy cho cháu nói nhưng mà nói đâu cần kể này thêm nhiều. Cũng được, không sao. Sao con không lấy một cái nhiệm vụ trước bệnh nhân đang ngồi đếm đô la? Nóng thường bị, nó sinh đau hơn. Dạ, tại vì bệnh nhân đó là, tại vì bệnh nhân bị nhiều lần như vậy rồi á, thể mà cứ ở mùi tanh lên là bệnh nhân biết là mình sắp có ra máu rồi, là khi mình nhờ nhà chở vô bệnh viện liền. Dạ. Ông mới nói là đang, nó có đang ở nhà lấy bao là sụt bút vậy. Đếm đô la, nó sinh đau. Rồi nhất đi, không cho bệnh nhân được người nhà đi vào bệnh viện Cẳng Long. Một tiếng sau bệnh nhân được chuyển đến thẳng bệnh viện cho bệnh nhân. Ok, tiếp đi. Đó, muốn về nhà thì cho bệnh viện cấp cứu bệnh viện Cẳng Long. Thôi cái sửa đi, cái này trắng thôi. Không giá thầu học. Rồi, trước đó bệnh này bệnh sẽ có sự ngủ rồi, tiếp đi. Ở trên nó đột ngột, ở dưới này cứ khỏi đột ngột, không có cái đột ngột hai lần, lần thứ ba là chắc chắn luôn á. Ví dụ bệnh nhân nhập viện và trở quân khoảng bao lâu ấy thì bệnh nhân nôn máu lần thứ hai, ví dụ vậy thôi rồi. Số lượng bao nhiêu thì không nói rất nhiều. Bác con đều chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa do sự dẫn đến mạch quản mức độ nặng, phải không? Nhưng mà từ đầu nuôi nó ngầm thì cũng một chỗ, còn vì có chỗ là khoảng 2 lít thôi. Thì hai lít này bác có thể hỏi con là hai lít này trong tất cả từ ngày bắt đầu từ lúc nhập viện, từ ở nhà hay là từ vô bệnh viện hay là từ cách bao nhiêu tiếng, con không nói được mà sao cứ nặng nặng không à? Dạ, bệnh nhân nói là ở lúc mà ở nhà là chỉ phun ra giống như là mình khạc đàm ra một chút xíu nó có dính máu trong đó, rồi sau khi nhập viện lên đây là thì chuyển vô tới cái khoa mình á thì là nôn ra máu ồ ạt một lần duy nhất. Dạ. Là có một lần thôi, còn ở nhà là chỉ khạc ra chút xíu máu. Ừ. Dạ. Rồi. Lượng rất nhiều. Đó cái này là của chỗ nhập viện chứ. Đúng không? Lúc nhập viện nè. Ừ. Rồi tiếp đi. Tức là con phải có số lượng, ý bác là phải nói số lượng. Ví dụ bệnh nhân nôn ở nhà khoảng bao nhiêu? Ví dụ cấp cứu con rồi con nôn không cách nhập viện bao nhiêu thì nôn khoảng bao nhiêu nữa? Còn vô trong khoa diễn biến cái đêm khoảng sau bao nhiêu giờ nhập viện á, chứ không cần biết giờ nhờ đêm khoa, lúc có nằm tại khoa rồi thì khoảng bao nhiêu nữa nó có cái chất nó như thế nào, cứ mình dồn lại mình cộng lại chẩn đoán nó nặng được không. Ừ. Rồi thôi phần này bỏ đi, phần khoa đi tiếp đi, tiền sử nội khoa rồi sơ gan. Nên tiếp theo thì từ bệnh nhân nhập viện 4 lần vì nôn ra máu được nhiều. Rồi bệnh nhân nôn luôn. Cái này cái cảnh báo thôi. Cái câu một cách là 2 năm bệnh nhân thì có giá tích mạch thực quản rồi là chuyển đến bệnh viện đấy để thắt một sau tích mạch thực quản á. Thì coi như là bệnh nhân được thắt tích mạch thực quản cách đây 2 năm là bệnh viện trở lấy là được rồi. Nha, là trong cái 4 lần bệnh nhân con nói là nó có cái lần này luôn rồi. Lần này con chỉ mô tả là thắt tích mạch thực quản thôi. Chưa ghi nhận tình trạng hôn mê, câu này có là không được, không có tiền sử viêm gan BC, chưa từng viêm gan, chất lượng viêm gan,
tại sao tự nhiên con người đưa không có tiền sử sư VD vào đây, nó liên quan gì không? Là tại bệnh nhân có hút thuốc 34 năm. Không. Đến trường hợp này thì nếu như mà ví dụ như người ta con có bồ tán lúc đầu á, người ta có ho, người ta có cái gì đó liên quan thì đúng là cái tiền sử không có gì, không có sao. Nhưng mà những cái chuyện nêu như những cái nó không liên quan đến thế giới của họ. Không con để cũng được, cái này bác phân tích cho nghe. Tuy nhiên cái mình đang nói sơ quá, câu này từ trước đến giờ nó không nói gì đến cái đoạn là đã từng ho ra máu hay là cái tổng trạng nó sao, tại con mô tả thì nó muốn là tổng trạng chú là rất là tốt, không có ốm, đúng không? Sơ VD thường người ta ốm lắm. Thế nên tự nhiên thấy tự nhiên không có tiền sử VD. Thế tại sao trong trường hợp này không? Ví dụ như trong trường hợp này, là nếu mà con nhìn có tiền sử, không có tiền sử suy tim thì người ta nghe hợp lý, đúng không? Đó, suy tim khuyết cũng làm người ta ói máu, ho máu, khạc máu vậy. Thì có vẻ là hay hơn trường hợp này, sơ VD này. Con bác nói vậy thôi. Nhưng mà con thả vô là thấy là khi hỏi thì các bác sẽ hỏi, đúng không? Cho nên thế là cần đưa vô, không cần không đưa vô cũng được. Nhiều khi là mình biết nhưng mình để cài thành cài này mới hỏi thì cũng được không? Nè, nhưng mà đưa ra đây tự nhiên đấy. Đọc vô mắt bác là không có tiền sử VD, nó bác hỏi là tại sao? Nó không logic lắm thôi mà cũng được. Biết rồi rồi thì được hết trơn à. Rồi chưa ghi nhận thuộc cân. Rồi trước đi. Phải uống được 30 năm, mỗi ngày không phải năm bằng đứt. Cả ngày nó tính hũ ra, tính lưu nước chắc mấy chục lưu quá. Bác có ghi nhận là uống rượu. Lần này vẫn còn uống rượu, lần trước có gặp bác rồi, lần này cũng uống rượu nữa. Rồi hôm giờ bác có nói, nhưng mà có điều người ta bỏ khó lắm thôi. Uống thuốc 30 gói là nặng. 30 gói là nặng, như vậy là còn những việc chưa được gói à, đúng không? Một năm có 54 tuần rồi, đúng không? 30 gói là tuần gói này bác bỏ luôn cho rồi, có cái bát này gói nè. Rồi tiếp tục đi con. Rồi, tất cả được mấy đơn vị máu các cháu. Nhưng mà cái này bốn đơn vị tất cả. Rồi thôi rồi tiếp tục đi. Giờ này đêm nó có cái bác trình này. Thôi phần này cũng bỏ luôn. Qua luôn. Rồi đây từ từ nha. Rồi. Củ mạng có đốm vàng nâu. Con nói là rõ cái phần này cho bác nghe làm sao. Dạ thì nhìn trên ở củ mạng của bệnh nhân thì có những cái nó không phải là vàng như vàng hết nguyên củ mạng, thì có những cái đốm trắng nâu nâu thì có thể là củ mạng vàng nâu, vậy có thể là ở người già hoặc là ở người có hút thuốc lá nhiều cũng có tình trạng này. Tức là con nhầm thấy gì thì con mô tả cái đó thôi, đúng không? Cái này mà thấy nó chả có ý nghĩa gì cho nó thôi. Được. Các bác không cần con ơi, bây giờ con đi là ra nhưng giờ cũng bạc phát mắt cũng có bạc như vậy, không dấu xuất huyết thế ra, không phù, không xanh tím chi. Rồi cái đó là lần tiên rồi, thời gian đổ đầy hoa mạch 2 giây này. Người ta hỏi nhiều lắm đấy nha. Lòng mặt tay son không tính mạch cổ nổi ở tư thế Fowler, tuyến giáp phục to hay không như phục giờ chạm. Rồi bỏ qua phần này đi mai bỏ qua đi. Rồi tiêu hóa không buồn nôn, không buồn nôn, nôn là tiết giảm không? Nếu vậy con muốn biết ngắn thì không buồn nôn và nôn chứ không cũng phải. Bởi vì tiền nôn chết rồi, thời buổi này không nôn. Dạ là lúc mà con khám thì mô tả con khám phải không? Chứ bác tưởng nôn khám quá khám à? Trong ngày chưa đi tiêu cũng chướng tờ cán bụng. Là bụng to này, tròn bè hai bên cái nằm tiêu đều, đúng nó biết. Nó biết cái này thì con có thể mô tả cái từ nào nó hay được không? Suy nghĩ mà chưa kìa. Đặc điểm của cái bụng trước là gì? Cổ trước là gì? Có rúng lòng. Thì sao
Nhưng mà lốt của bệnh nhân này là không có lòi ra ngoài mà nó hơi lỡ chút xíu. Dạ, chưa có lòi quá. Mà có một cách mô tả nữa mà cái đó hơi dài. Ví dụ rốt rồi, nhưng mà ví dụ có cái gì rốt rồi rồi, thầy hỏi rồi lúc nào con nói là cái này rồi, nó như nó chưa mặt vượt qua mặt phẳng bụng. Có trường hợp nó rồi lên mặt phẳng bụng, nó lên rõ lên, đúng không? Vậy đó. Nhưng mà lúc này người ta lại hỏi là nếu người ta rốt thì người ta nông thì sao, đúng không? Cho nên là phải biên luận được cái cổ trước tại sao nó rồi nha. Rồi. Có tổ làm bằng hẹp sắc bụng, không sợ mổ hay vết thương, không ôm thổi bụng bụng. À, bây giờ bác hỏi lại nè, con mô tả đây là bụng này có trước, có cổ trước phải không? Dạ. Con mô tả là có tổ làm bằng hẹp phải không? Dạ. Mà có giãn tổ tĩnh mạch thực quản phải không? Mà phản hồi tĩnh mạch gan, khối gan tĩnh mạch mình cổ này, với lại con mô tả là thể không có. Dạ đúng, nhưng con làm thì không có, con cũng không biết. Phần này về cháu về cho đọc lại nha. Tại vì con có làm hai lần trên một nhân mà không thấy dấu hiệu gì cho nên. Thế nếu mà cái liệu pháp này người ta làm được trên bệnh nhân suy tim thì nó hợp lý hơn. Suy tim á, nhưng mà cái này con mô tả đây thì con phải đến cho nó logic nha. Chứ tất cả mọi cái này kể cả người ta cũng đều ghi là tăng áp cái mạch cửa rồi mà này không có phản hồi ra cái mạch cổ thì cũng có thể là bụng trướng quá, bụng nhiều dịch quá, con không ép được cái gan, đúng không? Nếu hỏi thì con phải buồn, con phải phản biện được, đúng không ạ? Chúng ta hỏi vậy con có thể nói là cái này có thể là do bụng trướng nhiều dịch nhiều sao mới có đặc trưng được ạ? Từ quá này bác có nói ra là người ta có hỏi, ví dụ sau này người ta có hỏi vậy từ má tôi sao, đừng có nói từ không có sao nha, nhớ nha, cái từ quá này bác nhắc nhớ đừng có nói không sao. Rồi thì hiện tại bây giờ tình trạng bệnh như thế này còn đâu cái cũng đang thế này còn đừng bao giờ nói cái từ không sao. Đi bác thấy bác nói không sao, không có sao. Ồ, lần này bác cũng điện không ạ, chưa không sao, tối nay không sao, nhớ cho cháu. Thời đó đã làm rất nhiều người trên bàn này không sao, nhớ nha. Không bỏ cái được quá đặc trưng không có chút được cái gì, nếu còn chưa có được rồi được chưa? Một cái tĩnh mạch lớn, cái động mạch lớn trong lòng khuôn khuôn dạ dày sao nó bể ra, cái là sao con làm được, không thể nói gì trước nếu con không có đủ chứng cứ. Rồi tiếp đi. Rồi, những nhiều mức độ nặng về đôi nhóm máu, đây là cái chỗ này, những nhiều mức độ nặng. Rồi, trước là con không mô tả cho nên chỗ này bác mới đọc thứ 2 lít này. Rồi tiếp đi. Do rượu, vì có thói quen rượu rồi. Bây giờ con biết cái chỗ này hơi sai này. Test làm để vì cho test HBSAG. Rồi. HBCAG không HBCAG con ơi, HBSAG không có, HCAG không có. Người ta không thể làm được là khám nghiệm bề mặt. HBSAG tức là gì? Khám nghiệm bề mặt đó, chữ S tức là chữ sao đó, bề mặt đó. Của viêm gan B á, AG là ăn là huyết thanh là kháng nguyên đó. Ăn không có anti-HCV, anti-HCV, HC, viết đi hết, rồi đúng rồi, không làm được khám viêm gan C, cho nên người ta phải làm kháng thể, anti, rồi, tiếp đi, và xét nghiệm men GGT, cái men GGT này không phải là chính xác đâu con ơi, mày đọc lại sách đi, có SGOT và SGVT thì có hai cái, người ta chỉ cần nhớ, có nhiều kinh nghiệm đó, người ta dựa vào xét nghiệm thôi, người ta biết là cái nào là rượu, cái nào không có rượu. Các con nhớ nha, cái này về đọc sách chứ bác chỉ rồi về không nào đọc được. Nhưng mà ví dụ bây giờ số nó quá lệch, các bác liền nhòm được, các bác biết là cái này có thể định hướng, có thể bị viêm gan B hoặc C. Mà B, C nó còn nhiều, nên là có thể bị viêm gan. Thì như vậy người ta xét nghiệm để người ta loại trừ. Nhưng mà ví dụ như là T
thì nó nếu có nhiều tuổi mà tuổi như cỡ còn chung chung á, mà mình có thể phán người ta để tư vấn cho người ta thôi, không phải là cái chí cốt, không phải cái chính yếu để chẩn đoán trong trường hợp này. Rồi tiếp đi con. tiếp đi. Rồi, bọn mình trang lên tiếp đi. Rồi. Chứ còn bộ này thể chỉ đại. Không được. Con điện đoạn này không có hay. Mà từ vậy cũng cần theo dõi một chút xíu với bào gan. Trên bệnh nhân sơ gan không cần. Sơ gan còn đủ cái này con mình hướng ngay từ đầu đã sai rồi. Cho nên bỏ qua. Rồi cái câu này là con nói nè, cái này là con có thể con viết lại sách với con gái. Ví dụ như là đến bên 12 nha, hơn nữa bệnh nhân có thể sơ gan 5 năm có thể làm giảm lượng erythropoietin do gan sản xuất một phần, con bệnh này chủ yếu là sản xuất đại thận, nói chặt chẽ không phải đại thận mà tổ chức cạnh cầu thận, nói là phải đúng, trích là phải đúng. Mấy con đưa cái này vô không có hay con ơi. Con đưa cái này vô bác thấy không cần thiết. Bác thấy không cần thiết phải đưa cái phần này vô. Con đưa vô là thầy sẽ quay con chấm lại luôn. Dạ là ở trong đó mình có phiếu máu không? Thế đó thì tùy cháu. Nhưng mà ngay từ đầu bác nói để bác bỏ qua cái ngay từ đầu bác đã xác định được sơ gan mất bù rồi, đã còn bù rồi. Cho nên là mọi phần sau này coi như không còn ý nghĩa. Con hiểu không? À, cái trường hợp này mà con nói còn buồn là chết rồi. Cho nên cái phần biện luận này cháu phải khéo mới được nha. Chưa có kinh nghiệm. Không, bác nhắc thì thôi chứ bác đâu có nói con. Dạ. Bác đâu có la cháu đâu. Dạ. Rồi, có chưa? Số nhất tiêu hóa rồi nó mới chứng minh quả, những chủ tịch bác. Được, nói cái biến chứng này thì cũng được, của chứng mang gan. Rồi bây giờ ba nào xung phong nói cho bác 60 biến chứng trường hợp của sơ gan. Đọc sách rồi là mình nhớ cho bác. Cái đầu tiên là cổ trướng, cái hai là xuất huyết tiêu hóa, thứ ba là nhiễm trùng tại bụng con do nhiễm trùng tại thực quản, thứ ba là trùng tiền bán, thứ tư là chứng gan thận, năm là não gan, sáu là can gan. Bài này đúng rồi. Đúng ra. Nhưng mà có điều mình đã nói là mình nói cho cái câu văn nó chỉnh chu nha. Số huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản hoặc là giãn tĩnh mạch thực quản vỡ thì nó số huyết tiêu hóa không, đúng rồi. Văn nói rất là đúng. Vậy đó. Ở đây thì có ở trong khoa rất nhiều là hội chứng não gan thì rất là nhiều. Nhiều chứng gan thận cực kỳ hiếm. Mở chứng gan thận thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Thường là ở đây phương tiện mình hồi sức cấp cứu nó không có, cho nên là thường là sau khoảng 1-2 ngày bệnh nhân xin về chờ hiếm gặp lắm. Rồi nó diễn tiến rất là nhanh cực kỳ luôn. Tiếp đi cháu. Rồi. Chương 1. Con ghi là xương bung được rồi, khỏi phải theo dõi tình trạng gan mất, không theo dõi tình trạng cổ trướng, xương bung rồi không phải tổng quát rồi ví dụ vậy. Men gan CGT cái này đâu có gì quan trọng lắm đâu mà con làm CGT cũng được, nhưng con làm men gan được rồi con ấy. Người ta hỏi tại sao con làm HTANT mà con làm mấy cái này thêm gì cũng vậy. Cần làm chẩn đoán men gan CGT là phải rồi. Nhưng mà nếu trong trường hợp này á, con làm con phải nói rõ là người ta sẽ hỏi con là con làm cái ung sạc để mục đích để làm gì, chẩn đoán sơ gan hay chẩn đoán cái gì. Thì cái phần này bác có thể hiểu là ý của cháu là tại vì trên cái cháu chẩn đoán sơ gan còn bù, đúng không?
con phải làm cái này, nhưng mà mất buồn rồi, cái này mặc nhiên là phải làm rồi. Hiện tại sơ gan còn buồn, cũng phải làm cái này nữa. Mấy cái này là mấy cái xét nghiệm thường quy thôi, không phải là vật lâm sàng để chẩn đoán cho con ơi. Cho nó chắc chắn ở đây là vật lâm sàng, hoặc gặp con cầm là con cái rạch đầu dòng, cái là gì? Nốt rồi, đúng rồi. Này con giả, hơi nó của nó không kia. Tiếp theo, tiếp theo cháu. Cái PT chúng ta thì này, để chặt cho nó đông máu lại. Tức là đông máu, thời gian đông máu thì PT và APTT. Thì APTT là hai cái chỉ số này người ta có tính ra INE. Cái đó kêu là INE đó. Ừ. Sạc thẳng, thường là sạc APTT. Chúng ta biết được. Ờ, biết INE, đúng rồi, ok. Từ cái này người ta mới tính ra INE cho con nha. Ờ, được, ok. Rồi cho nó xác định tiếp đi. Được. Nói chung là cái hết đồ đó thì bác hết rồi. À, trước khi mà làm bằng bài nào thì các bạn thông báo và đồng thời là theo bác thì các cháu nên làm từng nhóm, từng tổ ha. Ví dụ vài bài này đó, sau đó mình sẽ đọc lại mình tư biện luận với nhau, mình có thể chỉnh sửa ha. Ví dụ như cái phần này thì con làm cái bài giảng này rất là tốt đó, khá nói chung là khá tương đối chỉ chu á, nhưng mà tại vì ngay cái lúc đầu con xác định nó là còn bộ, nên là mấy phần sau coi như nó không có giá trị. Mình bắt chỉ có nhắc lại cái đó là xác định cái cọc bù mất bù nó dựa vào cái gì thôi. Có hai cái mà người ta hiện nay đang dựa vào nha. Thường cái thông thường nhất là sử dụng cái chai lớn. Còn như cái phần sau ra bốn giai đoạn thì bao giờ nữa là cái người ta phân chỉ cần lấy cái bút là có bao bụng và không có bao bụng thôi. Còn về lâm sàng nó còn nhiều vấn đề đó. Nhiều biểu hiện sớm là bao giờ người ta chán ăn mệt mỏi trước thì mấy cái đó thì thực ra nó rất là do cái chủ quan của mỗi người khai thác cái tiền sử, cho nên không quan trọng, quan trọng là có bán bụng không bán bụng là theo cái cách phân loại thứ hai bác mới nói về đấy nha, nha. Ờ, nhớ vậy đấy. Tức là mức độ nó sẽ tăng dần lên đó. Rồi cái này đang đi vào phòng tổ chức, bác hỏi câu cuối cùng này, bây giờ bạn nào mà nói cho bác là có bốn cái hộ chức mà khi mà bệnh về gan mà người ta phải quan tâm, bà nào nói được? Đang học triệu chứng này nha, có bốn cái hội chứng mà người ta rất là hay nhắc tới, phải nhắc là phải thuộc, bà nào nói được? Bữa hôm rồi thầy Huy cho cái câu hỏi ngắn này ở đây, các bạn làm được không? Làm được không? Được hả? Làm được giỏi quá rồi. Học bài thì thường có cái tính thói quen đó là học cái phần lớn trước, phần nhỏ không học. Nhưng cái phần đuôi, cái phần đọc thấy nó không có vẻ là không quan trọng, không có học. Cái đó là quan trọng. Rồi, phần này các bạn nào hỏi gì nữa không? Như vậy là trong cái bài giảng này bác rút lại có mấy điều như thế này. À, cái quan trọng nhất là mình xác định, nếu mà có sơ gan mà đã các cháu phải xác định ngay từ đầu cái này là còn bù hay mất bù, thì từ cái đó bắt đầu mình mới là phát triển ra thì cái bài nó mới có chất lượng. Và lần sau thì con làm mình hay con làm với ai? Lần trước bác đã phê bình rồi, nên làm theo nhóm đi. Thứ nhất có ba bạn đi. Ừ. Như vậy đó. Nói chung là cả một tổ đó, sau đó các con có thể là tự 5-6 bạn trong một nhóm tự trình bày, các tự đọc, các bạn nghe, các bạn tự bổ sung cho nhau. Tập tình lần theo nhóm đi, làm theo chim đi. Ừ. Học kiểu này hay lắm á. Rồi các bạn nào hỏi thêm không? Có hỏi. Dạ, có hỏi cái này trên lâm sàng nhưng mà tôi thấy mới là bạn có ghi là bệnh nhân không có đi tiêm chủng được đúng không? Con nghĩ nếu mà dịch vụ nó có bán cái chứa thì nên lúc nãy tăng cái lượng bụng và chủ động thì sẽ đẩy mạnh hơn để giúp bệnh nhân đi
cầu nhiều hơn. Còn người hơi bị tiểu thì còn uống đỏ nữa. Tại sao có cái gì đó? Hỏi là bây giờ bạn có mô tả là bệnh nhân tiêu tiểu không được, tắm nó được ăn bao lâu? Trong một ngày, thứ nhất là thông tin nó có chắc hay không? Được chưa? À, một ngày con phải nói từ bao giờ đến bao giờ. Chứ nhiều người người ta nói một ngày có thể là chỉ từ sáng đến chiều thôi. Còn bây giờ bác nói trong trường hợp này, nếu mà nói về ý tức là không hiểu được, không hiểu được có mấy kiểu. Bây giờ mình không nói cái do thực tiễn, mình nói cái thực thể đi. À, ví dụ như bây giờ mình nhận bí tiểu. À, trong trường hợp này nếu có cổ chứng cháu xác định được không? Tại vì không còn nhiều thời gian, nhưng mà câu hỏi của cháu rất là hay, nhưng mà bác có thể nói được hết. Ví dụ như là trong trường hợp đó thì mình xác định là cái này thực sự bí tiểu do cái gì. Bác chỉ nói những cái thần kinh nha, bác nói những cái dễ thôi, ví dụ như là do cơ năng và do thực thể. Ừ. Nói ví dụ như là trường hợp ví dụ như có sỏi sao? Ờ, 50 tuổi có thể có sỏi rồi. Được chưa? Nên một cái nữa là nhiều khi là hoặc là ví dụ như là cổ trướng người ta bụng nhiều, người ta nôn ói mất nước nhiều, mất nước trong thành mạch, trong lòng mạch không có, tức là gọi là suy thận tạm thời mà suy thận cấp ấy, trước thận. Trong trường hợp này tức là do nôn mất nước nhiều. Được chưa? Nước tiểu không có sao tiểu. Được chưa nào? Còn cái này lưu tâm đến cái tiểu nhiều hơn là cái đi cầu con. Tại cái đi cầu đây có thể nhiều người ta táo bón, cái ngày đó đến hai ngày, cái ngày đó ngày thứ hai người ta đi cầu, đi tiêu, cho nên cái đi tiêu phần này nó không hay, hay là cái chỗ này không nên tiểu quá. Đó, nói cho sơ sơ mấy ý đó thôi. Nhiều phải lưu ý nhất là cái chỗ là người ta nôn ói này, ha, bụng người ta bán này, đúng không? Ờ, làm sao mà nước mạch xẹp, làm sao mà có đủ nước tiểu, đủ máu tới thận để làm việc mà không có nước tiểu ở đâu. Thì lúc đó là đặt cho vấn đề của mình là phải bù nước, bao giờ phải bù nước cho đủ, chứ đừng có thấy dịch bán là ta không bù đủ nước. À, dễ rất dễ suy thận, và đây là nguyên nhân thường gặp nhất. À, cho nên là bác cũng nói sơ sơ mình thôi. Con nghe con thấy thoải mái không? Ok, cảm ơn con. Bác nói nữa. Vậy thì thế là mình có nhất là bố cái hội chứng mà khi nhắc tới gen đó bác. Là có, nếu mà nội là hội chứng táo bệnh tĩnh mạch cửa, hội chứng cái bầu gan, hội chứng suy dưỡng, cái này bên ngoài là có hội chứng vàng da đặc mọc không? Có sao nha? Dạ, thế là bên dạ, bên nội là có hội chứng suy cái bầu gan, hội chứng táo bệnh tĩnh mạch cửa, hội chứng suy dưỡng, còn ngoại là hội chứng vàng da đặc mọc. Bên ngoài cũng có, còn bên nội thì không có. Mà anh không có mấy anh đây, anh làm tiến sĩ bên ngoài, còn anh bố anh nói vậy, phân biệt nội ngoại ở đây, nội ngoại gì? Ông ngoại quan trọng hơn nội chứ cháu. Nói xuống đi là cảm ơn cháu. Không có nội ngoại, biết nội cũng quản gia tất vật chắc lắm. Còn nói ví dụ là bên nội và quản gia tất vật. Vậy thưa bác, bên bệnh nội hay cũng biết là vàng da của bên bệnh nội là do sự suy tế bào gan rối loạn trong quá trình chuyển hóa từ viêm gián tiếp và trực tiếp rối loạn trong quá trình đó mà gan sự ứ trệ viêm thể hiện trên da. Bác không phải nói không nói sơ gan. Dạ thưa bác, là có sơ gan ung thư gan các loại về mà suy giảm tế bào gan. Dạ bệnh nội. Ngoại. Đúng không con? À, bên nội nó là nhiều vàng da hơn các cháu. Ừ. Rồi bây giờ bữa nay con nói là đầu tiên này là da tắc mặt này, đúng không? Hai là gì? Ờ, chỉ tiêu gan ba. Ờ, bốn. Suy dinh dưỡng. Nó làm sao? Người sai sai làm sao? Xong. Bạn nào
bạn ấy nói câu đầu tiên là bác đã phải đổi lại, làm ra thắc mắc đầu tiên là bác gợi ý rồi.